Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện bản tánh của nhãn xứ không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Bản tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện chân như của nhãn xứ không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện tự tánh của nhãn xứ không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện tự tướng của nhãn xứ không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Tự tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Vì sao? Này thiện hiện vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của nhãn xứ cho đến ý xứ hoặc lai động hoặc đứng yên bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, sắc xứ không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Thanh hương vị xúc pháp xứ không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, bản tánh của sắc xứ không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Bản tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện chân như của sắc xứ không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện tự tánh của sắc xứ không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện tự tướng của sắc xứ không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Tự tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của sắc xứ cho đến pháp xứ hoặc lai động hoặc đứng yên bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, nhãn giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Nhĩ tĩ thiệt thân ý giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, bản tánh của nhãn giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Bản tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện chân như của nhãn giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện tự tánh của nhãn giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, tự tướng của nhãn giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Tự tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của nhãn giới cho đến ý giới hoặc lai động hoặc đứng yên bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, sắc giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Thanh hương vị xúc pháp giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, bản tánh của sắc giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Bản tánh của thanh hương vị xúc pháp giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, chân như của sắc giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Chân như của thanh hương vị xúc pháp giới không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, tự tánh của sắc giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Tự tánh của thanh hương vị xúc pháp giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, tự tướng của sắc giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Tự tướng của thanh hương vị xúc pháp giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của sắc giới cho đến pháp giới, hoặc lai động hoặc đứng yên bất khả đắc.
Lại nữa, này thiện hiện, nhãn thức giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, bản tánh của nhãn thức giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Bản tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, chân như của nhãn thức giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, tự tánh của nhãn thức giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, tự tướng của nhãn thức giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Tự tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì bản tánh chân như, tự tánh tự tướng của nhãn thức giới cho đến ý thức giới, hoặc lai động hoặc đứng yên bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, nhãn xúc không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, bản tánh của nhãn xúc không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Bản tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, chân như của nhãn xúc không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, tự tánh của nhãn xúc không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, tự tướng của nhãn xúc không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Tự tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì bản tánh chân như, tự tánh tự tướng của nhãn xúc cho đến ý xúc hoặc lai động hoặc đứng yên bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, bản tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Bản tánh của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Chân như của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, tự tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Tự tánh của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, tự tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Tự tướng của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì bản tánh chân như, tự tánh tự tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc lay động hoặc đứng yên bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, địa giới không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Thủy hỏa phong không thức giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, bản tánh của địa giới không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Bản tánh của thủy hỏa phong không thức giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, chân như của địa giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Chân như của thủy hỏa phong không thức giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, tự tánh của địa giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Tự tánh của thủy hỏa phong không thức giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ.
Này thiện hiện tự tướng của địa giới, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Tự tướng của thủy hỏa phong không thức giới, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của địa giới, cho đến thức giới hoặc lay động hoặc đứng yên bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, pháp giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Chân như thật tế, cảnh giới bất tư nghỉ, cảnh giới an ẩn, vân vân, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, bản tánh của pháp giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Bản tánh của chân như thật tế, cảnh giới bất tư nghỉ, cảnh giới an ẩn, vân vân, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, chân như của pháp giới, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Chân như của chân như thật tế, cảnh giới bất tư nghỉ, cảnh giới an ẩn, vân vân, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, tự tánh của pháp giới, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Tự tánh của chân như thật tế, cảnh giới bất tư nghỉ, cảnh giới an ẩn, vân vân, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, tự tướng của pháp giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Tự tướng của chân như thật tế, cảnh giới bất tư nghỉ, cảnh giới an ẩn, vân vân, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của pháp giới cho đến cảnh giới an ẩn, vân vân, hoặc lay động hoặc đứng yên bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, bố thí ba la mật đa không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, bản tánh của bố thí ba la mật đa không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Bản tánh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, chân như của bố thí ba la mật đa không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Chân như của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, tự tánh của bố thí ba la mật đa không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Tự tánh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, tự tướng của bố thí ba la mật đa không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Tự tướng của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc lay động hoặc đứng yên bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, bốn niệm trụ không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, bản tánh của bốn niệm trụ không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Bản tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, chân như của bốn niệm trụ không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, tự tánh của bốn niệm trụ không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, tự tướng của bốn niệm trụ không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Tự tướng của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo hoặc lay động hoặc đứng yên bất khả đắc.
Lại nữa, này Thiện Hiện, như vậy cho đến 10 lực của Phật không từ đâu đến, không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không từ đâu đến, không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. Này Thiện Hiện, bản tánh của 10 lực Phật không từ đâu đến, không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. Bản tánh của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, không từ đâu đến, không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. Này Thiện Hiện, chân như của 10 lực Phật không từ đâu đến, không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. Chân như của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, không từ đâu đến, không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. Này Thiện Hiện, tự tánh của 10 lực Phật không từ đâu đến, không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. Tự tánh của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, không từ đâu đến, không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. Này Thiện Hiện, tự tướng của 10 lực Phật không từ đâu đến, không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. Tự tướng của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, không từ đâu đến, không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc lay động hoặc đứng yên bất khả đắc. Lại nữa, này Thiện Hiện, Bồ Đề không từ đâu đến, không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. Phật Đà không từ đâu đến, không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. Này Thiện Hiện, bản tánh của Bồ Đề không từ đâu đến, không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. Bản tánh của Phật Đà không từ đâu đến, không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. Này Thiện Hiện, chân như của Bồ Đề không từ đâu đến, không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. Chân như của Phật Đà không từ đâu đến, cũng không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. Này Thiện Hiện, tự tánh của Bồ Đề không từ đâu đến, không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. Tự tánh của Phật Đà không từ đâu đến, không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. Này Thiện Hiện, tự tướng của Bồ Đề không từ đâu đến, không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. Tự tướng của Phật Đà không từ đâu đến, không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của Bồ Đề Phật Đà, hoặc lay động hoặc đứng yên bất khả đắc. Lại nữa, này Thiện Hiện, hữu vi giới không từ đâu đến, không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. Vô vi giới không từ đâu đến, không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. Này Thiện Hiện, bản tánh của hữu vi giới không từ đâu đến, không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. Bản tánh của vô vi giới không từ đâu đến, không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. Này Thiện Hiện, chân như của hữu vi giới không từ đâu đến, không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. Chân như của vô vi giới không từ đâu đến, không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. Này Thiện Hiện, tự tánh của hữu vi giới không từ đâu đến, không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. Tự tánh của vô vi giới không từ đâu đến, không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. Này Thiện Hiện, tự tướng của hữu vi giới không từ đâu đến, không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. Tự tướng của vô vi giới không từ đâu đến, không đi về đâu cũng không có chỗ trụ. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của hữu vi giới, vô vi giới, hoặc lay động hoặc đứng yên bất khả đắc. Này Thiện Hiện, do nhân duyên này nên nói, đại thừa không đến, không đi, không trụ, có thể thấy giống như hư không. Lại nữa, này Thiện Hiện, ông nói còn như hư không, đời quá khứ, vị lai hiện tại đều bất khả đắc. Đại thừa cũng vậy, đời quá khứ, vị lai hiện tại đều bất khả đắc. Ba đời bình đẳng, vượt qua ba đời nên gọi là đại thừa. Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Vì sao? Này Thiện Hiện, đời quá khứ không của đời quá khứ, đời vị lai không của đời vị lai, đời hiện tại không của đời hiện tại, ba đời bình đẳng không của ba đời bình đẳng, vượt qua ba đời không của vượt qua ba đời, đại thừa không của đại thừa, Bồ Tát không của Bồ Tát. Vì sao? Này Thiện Hiện, không, không có 1, 2, 3, 4, 5, vân vân tướng sai khác. Vì thế đại thừa ba đời bình đẳng vượt qua ba đời.
Này thiện hiện, trong đại thừa này tướng bình đẳng không bình đẳng đều bất khả đắc, tướng tham lìa tham đều bất khả đắc, tướng sân lìa sân đều bất khả đắc, tướng si lìa si đều bất khả đắc, tướng kiêu mạn lìa kiêu mạn đều bất khả đắc. Như vậy cho đến tướng thiện chẳng phải thiện đều bất khả đắc, tướng hữu ký vô ký đều bất khả đắc, tướng thường vô thường đều bất khả đắc, tướng vui và khổ đều bất khả đắc, tướng ngã vô ngã đều bất khả đắc, tướng tịnh bất tịnh đều bất khả đắc, tướng dục giới ra khỏi dục giới đều bất khả đắc, tướng sắc giới ra khỏi sắc giới đều bất khả đắc, tướng vô sắc giới ra khỏi vô sắc giới đều bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện, trong đại thừa này tự tánh các pháp bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, sắc quá khứ không của sắc quá khứ, sắc vị lai hiện tại không của sắc vị lai hiện tại, thọ tưởng hành thức quá khứ không của thọ tưởng hành thức quá khứ, thọ tưởng hành thức vị lai hiện tại không của thọ tưởng hành thức vị lai hiện tại. Này thiện hiện, sắc quá khứ trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì sắc quá khứ là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có sắc quá khứ trong không có thể đắc. Này thiện hiện, sắc vị lai hiện tại trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì sắc vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có sắc vị lai hiện tại trong không có thể đắc. Này thiện hiện, thọ tưởng hành thức quá khứ trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức quá khứ tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có thọ tưởng hành thức quá khứ trong không có thể đắc. Này thiện hiện, thọ tưởng hành thức vị lai hiện tại trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có thọ tưởng hành thức vị lai hiện tại có thể đắc. Lại nữa, này thiện hiện, nhãn xứ quá khứ không của nhãn xứ quá khứ, nhãn xứ vị lai hiện tại không của nhãn xứ vị lai hiện tại, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ quá khứ không của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ quá khứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vị lai hiện tại không của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vị lai hiện tại. Này thiện hiện, nhãn xứ quá khứ trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì nhãn xứ quá khứ tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có nhãn xứ quá khứ trong không có thể đắc. Này thiện hiện, nhãn xứ vị lai hiện tại trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì nhãn xứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có nhãn xứ vị lai hiện tại trong không có thể đắc. Này thiện hiện, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ quá khứ trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ quá khứ tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ quá khứ trong không có thể đắc. Này thiện hiện, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vị lai hiện tại trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vị lai hiện tại trong không có thể đắc. Lại nữa, này thiện hiện, sắc xứ quá khứ không của sắc xứ quá khứ, sắc xứ vị lai hiện tại không của sắc xứ vị lai hiện tại, thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ không của thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ, thanh hương vị xúc pháp xứ vị lai hiện tại không của thanh hương vị xúc pháp xứ vị lai hiện tại. Này thiện hiện, sắc xứ quá khứ trong không bất khả đắc. Vì sao? Sắc xứ quá khứ tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có sắc xứ quá khứ trong không có thể đắc. Này thiện hiện, sắc xứ vị lai hiện tại trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì sắc xứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có sắc xứ vị lai hiện tại trong không có thể đắc. Này thiện hiện, thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ trong không có thể đắc. Này thiện hiện, thanh hương vị xúc pháp xứ vị lai hiện tại trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ vị lai hiện tại tức là không,
tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có thanh hương vị xúc pháp xứ vị lai hiện tại trong không có thể đắc. Lại nữa, này thiện hiện, nhãn giới quá khứ, không của nhãn giới quá khứ, nhãn giới vị lai hiện tại, không của nhãn giới vị lai hiện tại, nhĩ tĩ thiệt thân ý giới quá khứ, không của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới quá khứ, nhĩ tĩ thiệt thân ý giới vị lai hiện tại, không của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới vị lai hiện tại. Này thiện hiện, nhãn giới quá khứ trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì nhãn giới quá khứ tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có nhãn giới quá khứ trong không có thể đắc. Này thiện hiện, nhãn giới vị lai hiện tại trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì nhãn giới vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có nhãn giới vị lai hiện tại trong không có thể đắc. Này thiện hiện, nhĩ tĩ thiệt thân ý giới quá khứ trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý giới quá khứ tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có nhĩ tĩ thiệt thân ý giới quá khứ trong không có thể đắc. Này thiện hiện, nhĩ tĩ thiệt thân ý giới vị lai hiện tại trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý giới vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có nhĩ tĩ thiệt thân ý giới vị lai hiện tại trong không có thể đắc. Lại nữa, này thiện hiện, sắc giới quá khứ không của sắc giới quá khứ, sắc giới vị lai hiện tại không của sắc giới vị lai hiện tại, thanh hương vị xúc pháp giới quá khứ không của thanh hương vị xúc pháp giới quá khứ, thanh hương vị xúc pháp giới vị lai hiện tại không của thanh hương vị xúc pháp giới vị lai hiện tại. Này thiện hiện, sắc giới quá khứ trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì sắc giới quá khứ tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có sắc giới quá khứ trong không có thể đắc. Này thiện hiện, sắc giới vị lai hiện tại trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì sắc giới vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có sắc giới vị lai hiện tại trong không có thể đắc. Này thiện hiện, thanh hương vị xúc pháp giới quá khứ trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì thanh hương vị xúc pháp giới quá khứ tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có thanh hương vị xúc pháp giới quá khứ trong không có thể đắc. Này thiện hiện, thanh hương vị xúc pháp giới vị lai hiện tại trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì thanh hương vị xúc pháp giới vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có thanh hương vị xúc pháp giới vị lai hiện tại trong không có thể đắc. Lại nữa, này thiện hiện, nhãn thức giới quá khứ không của nhãn thức giới quá khứ, nhãn thức giới vị lai hiện tại không của nhãn thức giới vị lai hiện tại, nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới quá khứ không của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới quá khứ, nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới vị lai hiện tại không của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới vị lai hiện tại. Này thiện hiện, nhãn thức giới quá khứ trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì nhãn thức giới quá khứ tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có nhãn thức giới quá khứ trong không có thể đắc. Này thiện hiện, nhãn thức giới vị lai hiện tại trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì nhãn thức giới vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có nhãn thức giới vị lai hiện tại trong không có thể đắc. Này thiện hiện, nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới quá khứ trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới quá khứ tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới quá khứ trong không có thể đắc. Này thiện hiện, nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới vị lai hiện tại trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới vị lai hiện tại trong không có thể đắc. Lại nữa, này thiện hiện, nhãn xúc quá khứ không của nhãn xúc quá khứ, nhãn xúc vị lai hiện tại không của nhãn xúc vị lai hiện tại,
nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc quá khứ, không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc quá khứ, nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc vị lai hiện tại, không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc vị lai hiện tại. Này thiện hiện nhãn xúc quá khứ trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì nhãn xúc quá khứ tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có nhãn xúc quá khứ trong không có thể đắc. Này thiện hiện nhãn xúc vị lai hiện tại trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì nhãn xúc vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có nhãn xúc vị lai hiện tại trong không có thể đắc. Này thiện hiện nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc quá khứ trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc quá khứ tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc quá khứ trong không có thể đắc. Này thiện hiện nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc vị lai hiện tại trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc vị lai hiện tại trong không có thể đắc. Lại nữa, này thiện hiện, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ở quá khứ, không của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ở quá khứ, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ở vị lai hiện tại, không của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ở vị lai hiện tại, các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra ở quá khứ, không của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra ở quá khứ, các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra ở vị lai hiện tại, không của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra ở vị lai hiện tại. Này thiện hiện, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ở quá khứ trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ở quá khứ tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ở quá khứ trong không có thể đắc. Này thiện hiện, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ở vị lai hiện tại trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ở vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ở vị lai hiện tại trong không có thể đắc. Này thiện hiện, các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra ở quá khứ trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra ở quá khứ tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra ở quá khứ trong không có thể đắc. Này thiện hiện, các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra ở vị lai hiện tại trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra ở vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra ở vị lai hiện tại trong không có thể đắc. Hết quyển thứ 419.